Chào quý vị và các bạn, tôi là bác sĩ Huy đến từ chuyên khoa phục hình và phẫu thuật trong miệng trực thuộc nha khoa Thùy Anh. Mỗi một răng trong miệng đều có những cái vai trò chức năng khác nhau. Duy chỉ có răng khôn là sinh ra chỉ để nhổ. Nha sĩ thì luôn nói bạn rằng răng khôn là răng mọc muộn nhất trên cung hàm ở lứa tuổi từ 18 tới 26 tuổi. Răng khôn không có chức năng ăn nhai, khó vệ sinh hay viêm nhiễm, dễ bị mọc lệch. Răng khôn cũng không có chức năng về mặt thẩm mỹ. Bởi vậy mà nhiều người ví răng khôn như là ruột thừa. Khi nó yên ổn thì cứ kệ nó. Tuy nhiên thì khi nó có vấn đề thì loại bỏ sẽ là giải pháp tối ưu nhất. Những cái điều tôi vừa nói ở trên thì không sai. Tuy nhiên thì trong một vài tình huống đặc biệt, răng khôn vẫn có những cái lợi ích bất ngờ. Và bài nói chuyện hôm nay trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy đôi khi là răng khôn cũng không dại như chúng ta tưởng. Và thông điệp mạnh mẽ hơn chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng, đó là chúng ta chỉ nên nhổ răng khôn khi mà nó có vấn đề. Khi mà răng khôn không gây ra bất cứ một cái than phiền hay đe dọa không thể kiểm soát ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng cũng như là sức khỏe toàn thân thì không nên làm dụng việc nhổ răng khôn. Lợi ích đầu tiên đó là tham gia vào chức năng nhai nghiền thức ăn. Nếu mà răng khôn của bạn không bị mọc lệch, nó thẳng hàng ngay ngắn như những chiếc răng khác, cũng không bị cắn vào má gây sang chấn mỗi một lần ăn nhai, và quan trọng đó là có đầy đủ răng khôn trên dưới ăn khớp với nhau, thì khi đó nó cũng có chức năng ăn nhai như là bình thường. Việc để những chiếc răng khôn này sẽ khiến hàm của chúng ta khỏe hơn, tăng diện nghiền nát thức ăn. Mặc dù hệ số nhai của răng khôn là nhỏ, tuy nhiên thì khi đó việc để lại sẽ giống như là một phép cộng. Các bạn cùng xem ví dụ sau đây. Đây là hình ảnh của hàm dưới. Chúng ta thấy bệnh nhân có đủ hai răng khôn bên trái và bên phải. Các răng này đã mọc lên hết, mọc thẳng và không có lợi trùm hay là viêm nhiễm. Chúng ta sẽ cần thêm một dữ kiện nữa, đó là hàm trên. Hàm trên thì cũng đủ hai răng khôn, hai răng khôn khỏe mạnh, thẳng hàng. Khi mà kiểm tra trạng thái cắn khít hai hàm, các răng khôn đều có tiếp khớp tốt. Như vậy chúng ta không cần thiết phải nhổ những chiếc răng khôn khỏe mạnh này. Lợi ích thứ hai đó là thay răng mất bằng răng thật. Biện pháp niềng răng. Khi mà bạn bị mất một chiếc răng thì có thể trồng răng giả. Phương pháp phổ biến hiện nay đó là làm cố định với cầu răng hay là với implant. Tuy nhiên thì nhiều người không biết tới kỹ thuật thay răng mất bằng răng thật. Bạn sẽ có ngay một chiếc răng mới và chiếc răng đó có được là nhờ niềng răng hoặc là nhờ cấy chuyển răng. Đây là hai phương pháp đã được nói nhiều trong y văn, tuy nhiên thì có thể các bạn không để ý. Với niềng răng, giả sử bạn bị mất chiếc răng số 6 mà chiếc răng khôn thuận lợi, khi đó thì nha sĩ sẽ kéo toàn bộ các răng phía sau tiến ra phía trước, lấp đầy vào khoảng trống mất răng. Răng mất sẽ được thay thế bằng răng số 7 và vị trí răng số 7 sẽ được thay thế bằng răng số 8, tức là răng khôn. Ví dụ trường hợp này, nha sĩ tiến hành kéo răng số 7 và răng số 8 ra phía trước, từ đó mà vừa không phải nhổ răng khôn mà bệnh nhân cũng có được chiếc răng mới là răng thật. Hay như ví dụ sau, bệnh nhân bị mất răng số 7, có răng khôn còn tốt, nha sĩ sẽ kéo răng khôn vào vị trí răng mất và thay thế chiếc răng mất. Răng khôn từ có hại khi đó trở thành có lợi. Lợi ích thứ ba cũng liên quan đến thay răng mất bằng răng thật, đó là cấy chuyển răng tự thân. Có thể nhiều người không biết răng có thể cấy chuyển từ vị trí này sang vị trí kia. Giả sử bạn có một răng hàm bị hỏng và chỉ định nhổ, khi đó nếu nha sĩ đánh giá chân răng khôn và chân răng hàm tương thích thì sẽ nhổ răng khôn và cấy vào vị trí răng hàm vừa nhổ. Đây là một cái kỹ thuật trồng răng rất là tuyệt vời. Trước đây implant chưa phổ biến thì nó là giải pháp cực kỳ tối ưu và xuất hiện nhiều tại các cái báo cáo khoa học về nha khoa. Hiện nay thì với sự phát triển của implant cũng như là mức độ chi tiêu cao hơn thì cấy chuyển răng tự thân không còn được ưa chuộng nữa. Các bạn có thể tham khảo ca lâm sàng sau đây. Hình ảnh phim X quang cho thấy răng số 7 bị viêm tủy, thủng sàn và có chỉ định nhổ bỏ. Bên cạnh răng số 7 đó là răng khôn mọc lệch 90 độ. Nếu mà để như vậy thì cũng không có lợi ích gì. Vậy nên bác sĩ quyết định nhổ răng khôn, sau đó là cấy chuyển vào vị trí răng số 7. Sau khi mà cấy, nha sĩ tiến hành nẹp cố định giúp răng cấy chuyển ổn định trong giai đoạn đầu. Và ở hai hình cuối thì các bạn có thể thấy rằng răng mất đã được thay thế hoàn hảo bằng chiếc răng khôn cực kỳ là thẩm mỹ. Và lợi ích cuối cùng, lợi ích số 4. Răng khôn có thể được dùng làm trụ để phục hồi mất răng số 7 trong trường hợp mà làm cầu răng. Khi mà bị mất răng số 7, nha sĩ có thể thực hiện bắc cầu răng từ răng số 6 tới răng số 8. Thời gian phục hồi răng chỉ mất khoảng từ 3 tới 4 ngày. Tuy nhiên thì phương án này yêu cầu răng số 8 phải mọc thẳng ra khỏi lợi hoàn toàn, không bị lợi trùm cũng như là dễ vệ sinh để không bị đọc thức ăn. Để làm cầu răng thì ngoài việc mài nhỏ răng số 8 thì răng số 6 cũng sẽ bị mài nhỏ nên nhiều bạn sẽ không thích và thường ưu tiên lựa chọn phương án trồng răng implant hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi muốn gửi đến thông điệp mạnh mẽ rằng việc nhổ răng khôn là cần thiết khi mà nó có biến chứng, mọc lệch đe dọa hỏng răng số 7 hay là nhiễm trùng dai dẳng. Tuy nhiên thì nếu mà răng khôn không có vấn đề gì, chúng ta cũng không nên nhổ dự phòng.
việc lạm dụng nhổ răng khôn là không cần thiết, thậm chí còn gây ra những cái hậu quả cho bệnh nhân, do bản chất nhổ răng khôn cũng là một phẫu thuật, nó có tỷ lệ rủi ro nhất định. Và qua video thì bạn cũng có thể thấy rằng đôi khi răng khôn cũng có một số lợi ích chứ không phải chỉ hoàn toàn có hại. Tại Nha khoa Thúy Anh của chúng tôi thì chúng tôi luôn điều trị theo quan điểm giải pháp tối ưu, can thiệp tối thiểu và ra chỉ định dựa trên bằng chứng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn kỳ sau. Tôi là bác sĩ Huy đến từ Nha khoa Thúy Anh.